chào các anh chị và các bạn nha. Các anh chị và các bạn ơi, cái strawberry mùa này không biết nó còn không, mà nhà của Lily hết trái rồi. Nhưng mà thấy lá rồi nó ra tốt lắm. Không phải, cả tím. Lily nói lộn. Cả tím. Hoa đẹp có chừng màu tím, đúng là tên gì hoa đó. Giờ đi Lily đi ra cắt đi ra cắt mấy cái rau cần nước nè, rồi trộn chung với rau muống. Ý quên tại sao bỏ dưới đất vậy, có cái gỗ mà nhiệt tình. Chị và các bạn khỏe không? Ở bên Cali, chỗ mà Ly ở, ở trên núi này nóng quá đi chịu không nổi. Nóng dữ lắm. Nếu mà bình thường không có trời mình nóng thiệt nóng là cũng 90 độ. Mùa này nè. Không xả Ly mấy ngày cuối tuần này bận quá, anh đi làm mình overtime làm thêm cho nên Ly làm vườn một mình. Hồi năm rồi á dịch á thì bớt làm lại, đâu có làm cuối tuần đâu, cho nên ảnh thời gian ảnh sửa sang lại rồi làm cái giường này cho Ly này sạch sẽ, rồi trồng ít rau. Năm nay có ăn được không chưa? Thật ra Ly làm chia sẻ để làm kỷ niệm cho mấy mấy nhỏ lớn sau này nó coi cái chi đó rồi. You just hit it again. Okay. Ladybug, can you fly away please before we hit you? Không nói vậy nó có hiểu không mà nó. Bye bye. Bye. Wow, what? Hi, what? Hi, with the book, the light. Yay. Ui, có con spider, Jelly. Spider. Okay. Cái này. Ladybug, be careful. Trời ơi, đi cắt ra muống. Đây, đây, đây. Xe ra muống luôn. Cái này là vừa xào tỏi mà vừa ăn ăn chua luôn á. Có nhiều kiểu này. Ly thì mê ăn rau lắm, bao nhiêu rau Ly ăn cũng hết á. Không xả Ly hay chọc Ly giống như là heo mà. Ăn rau như heo. Rau non quá trời nè, ngon. Cái rau
được là 3 lần rồi đó. Trồng một lần ăn cắt rồi nó lên lại, cắt xong cho nó lên lại. Tha hồ ăn. Xả Ly thì thích ăn xào tỏi. Ly thì dễ ăn hơn ổng. Wow, một rổ luôn, look at that. I don't know where he go. Duck life. Duck life là cái gì? Game á hả? Game con vịt sống á hả? I don't know what he doing. Ladybug, are you trying to get hurt? We're gonna hit you. Đã xem và luôn ủng hộ cho Lily nha. Đừng quên đăng ký, subscribe, like và share để Lily và gia đình Lily có nhiều video khác chia sẻ cho mọi người xem cho vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Chào cả nhà.